Trong chương trình thời sự tối mùng 8 tháng 10, chúng tôi có phản ánh tình trạng nhiều năm nay, một hộ dân ở thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào tự ý vận chuyển rác từ nơi khác về đổ tràn lan trên khu đất đấu thầu của thôn và một phần đất của gia đình, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm người dân ở thôn. Ngay sau khi phát sóng, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá quyết liệt vào cuộc xử lý triệt để tình trạng trên. Gần một tháng sau khi phát sóng, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã trở lại địa phương để ghi nhận việc khắc phục của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá và hộ gia đình anh Đỗ Xuân Viết, chủ của bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Hiện hộ gia đình anh Viết đã vận chuyển một phần số lượng rác đi nơi khác, còn lại phần lớn vẫn tồn đọng tại bãi chứa. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn một chút ở đây, thì nó vướng mắc ở chỗ là trên kia này nó không đốt được vì người ta dùng nó đốt, thì đang nhờ là một cái bãi rác khác là bên dị xứ để người ta là tiếp nhận để vận chuyển lốt đi. Đến ngày hôm nay thì chúng tôi nhận định thì chỗ anh Viết mới chuyển được 1/2, còn lại là 1/2 nữa là cũng chưa vận chuyển được. Thế và vẫn tiếp tục yêu cầu đôn đốc và nhắc nhở. Thế và yêu cầu là phải chuyển đi trong cái ngày gần đây nhất chứ không để kéo dài được. Vì chưa được vận chuyển hết, bên cạnh đó, gia đình anh Viết lại sử dụng biện pháp đốt rác, sau đó chuyên chở đất nhằm san lấp số rác còn lại nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục xảy ra. Và người dân lo lắng nếu cứ thế này thì không tránh được việc ô nhiễm nguồn nước. Người ta cũng vừa múc đi vừa lấp, nhưng mà tôi thấy thì chắc rằng các ông này cũng múc không hết được. Công đổ đất lên này, tới đây nó sẽ ngấm xuống mặt nước này. Nhân dân là ở cái làng này hay ở cái vùng này lại bị coi như ô nhiễm về môi trường đã đành rồi, nhưng ô nhiễm về nguồn nước. Có thấy chuyển đi nhưng mà tôi thì chỉ thấy có chuyển đến 2 chuyến nhưng mà nó vẫn có mùi. Cán bộ địa phương đất cát là bán đi xong gia đình mới có chỗ để chứa. Nếu không có thế thì làm sao mà có chỗ chứa được. Gió bắc nó thổi đưa vào tận ngã tư, mùi kinh lắm không chịu được. Nằm giữa khu dân cư ở thôn Tiên Xá 1, bãi rác này được hình thành từ năm 2019. Được biết, gia đình anh Viết thường xuyên vận chuyển rác từ nơi khác về đây để phục vụ nhiều mục đích. Rác gồm đủ các loại túi ni lông, đồ ăn thừa được chất đống trên khu đất khoảng 1.000 m2 với khối lượng lên tới cả chục tấn. Qua xác minh toàn bộ diện tích này là ao của tập thể mà gia đình anh Viết đã tự ý lấn chiếm. Do tồn tại nhiều năm nay nên nước thải của bãi rác rò rỉ và chảy thẳng xuống mương tưới tiêu của thôn Tiên Xá 1, khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trước sự việc trên, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xá tiếp tục chỉ đạo thôn Tiên Xá 1 và hộ gia đình anh Viết nghiêm túc thực hiện và có các biện pháp xử lý đối với bãi rác tự phát này để trả lại môi trường và cuộc sống trong lành cho hàng trăm hộ dân.